Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay trời nó không có mưa nên mình dắt từng bé đi chơi các bạn. Thì hôm qua mình nghiên cứu, mình mua 7 cái sợi dây, mình dây nịt lưng á các bạn. Rồi mình nịt lần 7 đứa. Và nó không có đi, nó đi 7 hướng nên mà đứng như cái cột kìa, nó chẻ ra 7 hướng nên mình không có đi được. Thì bây giờ mình hôm qua mình dắt được đứa hung màu hung đỏ mà đỏ đen các bạn. Đó, còn đỏ nguyên mình luôn rồi, chưa đi. Thì bây giờ mình hôm qua mình dắt đứa mà lông màu trắng thì chuẩn bị đi cái mưa nên bây giờ mình dắt nó đi nữa. Đó, thì lần này mới đi thực thụ, bữa nay không có mưa. Thì bây giờ mình quay kính lại các bạn. Đó. Tùm lum nè. Gấu vàng à. Tùm lum nè. Đây nè. Gấu đen nè. Bé con đây. Gấu mặt đây. Bé con đây, bé con sâu rớm đây, thằng kia ngủ sân này không chịu ngủ. Chó ăn uống mà nó leo vô chi trời. Hai thằng này chuyên gia quậy nước nè các bạn. Mẹ mở cái rồi. Mẹ mở nhiều chuyện rồi. Lại coi. Nè. Tụi con bú đi. Ngồi xuống. Ừ. Anh ròm đi nghêu ngao rồi. Còn cái này giọt nước. Trời ơi. Banh cái thau nước uống của người ta. Nè hôm qua mình dắt này đi chơi rồi nè. Đó, thằng này dặn nó đen đen rồi các bạn. Đó. Phân biệt dễ lắm, người nó đen đen. Này chuyên gia ngồi vô nước nè. Con này đây con sâu rớm đây. Thôi dắt anh đi chơi thôi. Đi chơi con, đi chơi. Đây. Đây. Hello mọi người ơi. Con là bé trắng đây. Hôm nay cha con ẩm con đi chơi đây. Hàng đó phải đi không? Lát chưa đi cho đi. Ở nhà đi lát cho đi từ đứa.
Đây. Đây. Thường thường phá trốn đi lắm mà bữa nay cho đi thiệt ớn hay làm sao? Đây kìa. Nhạc, 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 nhạc ẩm đi chơi. Hello, chào các bạn. Hôm nay hai cha, hai ông cháu tôi đi chơi đây. Rồi với cái nhà mình hổm trồng cái dây mướp nữa èo uột dở lên tới dây điện rồi. Ghê thật. Giờ đây mát nè. Gió lồng lộng nè. Đó, đây là khung cảnh nhà mình các bạn. Cái gì? Rồm. Con rồm. Con rồm nhiều chuyện à. Rồm, rồm đứng lên tường rào được luôn. Đây là đây, hai series ăn chơi. Đây là trái sơ ri đây. Đó. Đây là cái cây rau đai đây. Ở chỗ này mình hay hãm mình hay nấu nướng bên đây nè các bạn, có bếp củi rồi. Nắng quá. Đi qua nhà chị Dung coi, để coi hai em là cái lông giống nhau không. Y chang luôn nè các bạn. Ẩm đi, ẩm bé trắng đi thăm anh à. Chào anh.
Chào anh nè, em nè, em nè. Ồ, anh luôn nè, anh bự. Ừ, rồi gừ nó kìa. Qua nhà anh chơi mà con. Yep. Lớn bộn rồi, không dữ rồi. Rồi vô, vô nè, vô, vô cho anh. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thì hôm nay mình dắt bé trắng của mình qua nhà của gia đình của bé của chị Dung. Thì bây giờ mình xin dừng video tại đây. Thôi xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì bây giờ nói chung là nãy giờ mình đi chơi với ẩm bé trắng đi chơi chứ bỏ nó xuống nó không biết đường đi các bạn. Đó thì bây giờ mình ẩm nó về tới cửa nhà mình. Đó thì bây giờ mình thả bé trắng ra cái mình tới bé khác. Đó thì bây giờ xin tạm dừng video tại đây.